Xe kéo đang bò lên trước phần nào nè. Mới vừa ghé chợ, xe kéo đi lên. Mấy cách đang bò lên luôn nè nè. Trăm lẻ bánh chằn này bên này lớn lắm luôn đó anh em. Sẽ cắt sẽ kéo bên này ở đây hai máy 135, một máy 70 luôn nữa nha anh em. Bọn máy cắt lên tới đây luôn đó nè, chuẩn bị xuống đồng luôn nè. Rồi, để mưa nó xuống nó cắt luôn đó nè. Còn hai máy 100 còn đi đưa đi ngoài xa và chuẩn bị xuống luôn. Mới vừa thả giạc luôn đó nè, thả giạc lần đầu luôn. Rồi nó vô nó quất luôn đó anh em ơi, miệng rộng hàm to bụng bự xuống rồi nè. 100 máy này còn quá đẹp luôn. Một chiếc nữa là chiếc này nữa là hai chiếc, còn 100 trên còn chuẩn bị đang đi xuống luôn. Mở giạc dòng đầu phía bên nghịch luôn. Trăm lẻ đang đi xuống luôn nè. Lúa đầu sông này nó bị sập luôn nè anh em. Sập nó cắt chậm, giảm tốc độ lại. Mai này cũng đi vô tăng cường thêm nữa nè anh em. Quá đông luôn. 4 máy rồi đó. 100 này cũng đang đi xuống đồng luôn nè anh em. Đua tốc độ luôn. Quá dữ. Hai máy 100 đang đua tốc độ luôn nè anh em.
quá dữ, nó chạy luôn. Siêu tốc độ luôn. Đó, hai thằng bấm luôn rồi đó. Cặp 100 đang đi xuống nè anh em, đang bấm tốc độ luôn nè anh em. Trời quá dữ luôn. Hàm to bụng bự nữa, quá to cái bụng rồi. Đó. Quá dữ luôn. Cặp siêu cường luôn anh em. Cắt bên đây à. Qua giữ máy luôn. Cắt lô bên kia rồi nó qua đây luôn nè anh em. Đi tốc độ luôn rồi đó nè. Quá dữ. 100 đang đi vô cắt đầu trong hậu luôn nè nè. Còn hai máy kia đang đi xuống rồi. Đó, 70 dẫn đầu trước luôn. 100 chạy sau. Bấm gượt theo. Đó. Quá dữ luôn anh em ơi. Anh em xem qua màn ảnh nhỏ, lì xì cho mình một like ha. Mình cảm ơn rất là nhiều. Đó, đang bấm đi theo á. Quá dữ. Đó. Chúng ta chạy theo hai thằng trước rồi. Quất gượt theo. Ừ đó, quá dữ luôn. Đó, gượt theo 70 với 100 chạy trước luôn nè anh em. Quá dữ chạy luôn. Đó, lua đó. Gom đi, gom theo kịp 100 nha, 100 này dữ lắm luôn á. Đang lụm lúa luôn, 100 nó tuôn xuống ầm ầm đùng đùng rất là lụm. Lụm nhanh đi, nó tới nữa rồi kìa. Đó, lụm đi, lụm cho đã đi. Đó, tới nữa luôn. Đó, lụm đi anh em ơi.
Búa nghe đùng đùng xuống anh em ơi, sức đó gom. Wow, dữ lắm luôn anh em ơi. Miếng đất này nó xéo xẹo ghê như miếng đất của ông bạn mà như đó anh em ơi. Nó xéo xẹo à. Rồi hai thằng lụm vô miếng đất xéo rồi. Quá dữ à. Ồ. Quá dữ, quá dữ. Rồi gạt hết miếng đất xéo luôn. Đồng mấy cát cũng thu hoạch cũng vừa xong rồi đó nè, mình xin tạm dừng video tại đây luôn.